đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh và xin chúc chú có thật nhiều sức khỏe và nhớ giữ ấm ngày hôm nay nha chú. Trời nhá, trời Quốc Duy thân mến, thưa anh, cái lạnh rất là đặc biệt của đầu tháng tư anh ạ, chắc chắn mang một nỗi niềm nào đó đối với những người Việt Nam trong cũng như ngoài nước về tháng tư, thưa anh. Nhưng ta nói chuyện ngày hôm nay, chuyện đặc biệt ngày hôm nay đi đã. Đêm hôm qua tôi thức khuya để chuẩn bị cho chương trình này, dậy trễ nên không kịp ăn sáng. Nhưng vẫn phải nói điều này cho tôi được nghĩ cái buổi hôm nay là ăn và nói là hai hành vi, hai động tác của các sinh vật trên hành tinh trái đất này. Chắc chắn trong đó có con người, có anh và có tôi. Phải ăn để duy trì sự sống, vì ăn còn là một biểu tượng văn hóa khi tất cả chúng ta ngồi sum họp với nhau. Ăn là suối nguồn của sự sống. Mà đã ăn thì phải nói vì sự thích nghi của sinh vật là vô hạn. Tạo hóa ban cho ta một cái miệng thì ta phải sử dụng làm sao cho có hiệu quả. Ta phân biệt ăn và nói như thế này. Từ khi sáng thế gian cho tới ngày hôm nay, tổ tông loài người là ông A-dông và bà E-va cũng đã phải ăn, dù là ăn trái cấm. Rồi cũng có một người dù là phải chết trước khi chết trong bữa tiệc cũng nói là ăn đi và nhớ đến tôi. Và rồi còn nói một câu được nữa là cả đời này, từ thế hệ này sang thế hệ khác nhắc lại là xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Hôm nay tôi rất vui được nói chuyện với một người được đi ăn nhiều nơi, được nói chính đáng cho mọi người giữa công đình. Xin gửi lời chào đến thầy Cãi, luật sư tại Việt Nam. Xin gửi lời chào đến luật sư Hà Huy Sơn, thiếu nữ luật sư Hà Huy Sơn nghe được tôi ạ. Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh. Tôi nghe rất rõ và xin chào các quý vị nghe đài. Tôi rất vui nhắc với luật sư là cái chữ chào của Việt Nam mình nó có hai nghĩa hay lắm mà thưa ông. Tôi dịch sang tiếng Pháp cũng chẳng đúng, dịch sang tiếng Anh cũng chẳng đúng, là vì tôi với ông bắt đầu vào buổi nói chuyện này và tôi xin chào ông và ông xin chào tôi, và chắc cuối chương trình đấy tôi sẽ chào tạm biệt ông đấy. Và cái đặc biệt rất là hay. Đã lâu lắm tôi không được nói chuyện với luật sư Hà Huy Sơn. Xin luật sư, có nhiều người đã biết đến Hà Huy Sơn rõ ràng lắm,
cũng có nhiều người ở trên các vùng xa xôi khác như bên Úc Châu hay Âu Châu chưa nghe đến Hà Huy Sơn. Ông nói một đôi dòng về ông là ai được không, thưa luật sư? Dạ vâng, thưa anh, tôi là luật sư Hà Huy Sơn, tôi là trưởng một cái văn phòng luật tại Hà Nội, Việt Nam. Trước đây tôi làm trong cái lĩnh vực doanh nghiệp của nhà nước, và sau đó thì tôi chuyển sang làm luật sư khoảng độ được độ 10 năm nay. Và khi bắt đầu làm cái nghề luật sư thì tôi lại làm những các cái vụ án mà theo luật Việt Nam mà gọi những cái vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, còn thì theo như là trong xã hội thì hay gọi là các cái vụ án liên quan đến vấn đề chính trị nhân quyền ở Việt Nam, mà những cái vụ án mà các cái luật sư họ cũng thường là cũng ngại, e ngại làm những cái vụ như thế này. Nó nhiều lý do, và trong đó có một cái lý do là các cái cơ quan pháp luật người ta cũng không khuyến khích cái việc đó lắm. Tóm lại thì tôi cũng về tôi nó cũng chỉ ngắn gọn như vậy thôi anh nhỉ. Luật sư mới nói là có một thời gian khoảng 10 năm ông làm doanh nghiệp cho nhà nước. Cái việc đó theo tôi nghĩ với ông ở trong nước đóng khôn đấy. Rồi cái phần thứ hai ông lại nói là ông làm luật sư mới đây và chọn những cái việc công việc mà ít khác luật sư đã làm. Cũng có những luật sư đã làm mà có thể bằng tuổi ông, chắc là nhỏ tuổi hơn ông rồi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi muốn nhắc đến hai người luật sư trẻ thân mến mà tôi coi như em của tôi, đó là Võ An Đôn và Huỳnh Văn Đông. Lý do tại sao ông không chọn con đường rộng rãi thanh thang ông đi mà ông chọn con đường khó khăn ông đi, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, tôi cũng xin nhắc lại một chút, tức là trước đây trước khi làm luật sư thì tôi cũng đã làm một doanh nghiệp nhà nước khoảng độ 20 năm rồi, thì là tôi mới làm luật sư chính xác là được 8 năm thôi. Vâng, tại vì tôi cũng đã làm nhiều nghề trong các cái cơ quan nhà nước, rồi làm cả bên lĩnh vực tư nhân. Thì tôi thấy rằng là để mà muốn là một cái con người tự do, hay muốn thể hiện cái riêng của mình, hoặc là muốn đóng góp cho xã hội Việt Nam một cách tốt nhất theo cái nhận thức của tôi ấy, thì tôi chọn cái nghề luật sư. Lý do nó là như vậy ấy. Có những vụ án chúng tôi còn nhớ đến, đặc biệt nhất là vụ án Bullshit, rồi sau này có vụ án Nguyễn Hữu Vinh. Trong tất cả những cái vụ án, ông đứng giữa trước công đình, ông biện hộ cho nhiều người, ông mang trí tuệ của ông soi sáng vào cái gọi là hiến pháp, luật pháp của Việt Nam được thực thi đúng và đắn tại nơi công đình. Có vụ án nào ông nhớ nhất, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, mỗi vụ án thì có một cái riêng và có cái màu sắc riêng, thì tôi cũng đều có cái nhớ riêng. Thì có lẽ cái vụ án mà mới gần đây, cách đây độ hơn một năm ấy, thì là một vụ án của anh Nguyễn Hữu Vinh. Thì anh trước là trung tá an ninh, rồi anh cũng sau đó thì anh cũng có cái chọn cái con đường là một cái blogger. Thì tôi thấy cái việc làm của anh nó cũng rất là bình thường, chỉ nói đến cái sự thật và cái tâm tư thôi. Thì qua cái nhân cách của anh thì để lại cho tôi một cái rất là cái ấn tượng thì trong cái vụ án này. Nguyễn Hữu Vinh là con cháu các cụ đấy. Nếu nói theo nói theo kiểu người ở trong Hà Nội các anh, con nhà cách mạng đấy, nhưng mà nó vẫn đưa ra nó xẻ thịt mà, phải không? Vâng, anh là con một vị bộ trưởng ủy viên trung ương đảng, và kết quả thì anh cũng bị đưa ra tòa xử án 5 năm, và như mọi người đã biết về cái tội gọi là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ.
rồi theo tôi là nó rất là mơ hồ, nó có thể là kết tội ai cũng được. Tôi cảm ơn ông đã giải thích Hà Huy Sơn là ai, đã hơn 20 năm làm doanh nghiệp, làm nhiều việc với cơ quan nhà nước và 8 năm làm nghề luật sư rất là khó khăn. Tại sao ông phải chờ tới 20 năm sau ông mới chọn ông làm nghề luật sư, thưa ông? Vừa mới trả lời nhưng mà hình như tôi nghe không kịp. Thế nên tôi hỏi lại, tại sao phải chờ tới sau 20 năm mới chọn nghề luật sư, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, cái chuyện học luật thì tôi cũng đã học lâu rồi, khoảng độ trước khi hành nghề là đến 10 năm rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn có cái trải nghiệm, tức là tôi làm ở ngoài Hà Nội rồi tôi cũng muốn, tôi cũng đã vào trong miền Nam, tức là tôi làm ở trong thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, tức là trải nghiệm nhiều nơi và cả sang lĩnh vực tư nhân. Tôi muốn thử xem và có cái chỗ nào mình có thể là phù hợp, mình là một cái người tử tế được hay không, thì tôi thấy nó khó quá, thì nên cuối cùng tôi phải chọn sang cái nghề luật sư, để trước hết là mình tự bảo vệ mình, và cái thứ hai là có cơ hội có thể giúp ích được người khác nếu có thể. Ông vừa mới nói cái câu mà tôi hình như 1-2 tuần trước nên tôi có trong chương trình với Cấn Thị Thêu hay là ai đó, tôi có nhắc đến luật sư Nguyễn Thanh Lương, chắc là ông nghe, ông biết luật sư Nguyễn Thanh Lương. Tôi có nói là người thì dễ, nhưng mà làm người tử tế thì khó đấy. Làm người tử tế, ông sinh, tôi muốn nhắc đến tháng 4, tôi vừa nói phần đầu, bên này hôm nay trời lạnh lắm, không u ám lắm, có lẽ tháng 4 mang cho chúng tôi một cái nỗi như thế nào đó mà không bao giờ 40 mấy năm tôi cũng chưa quên được. Ông cũng biết quá khứ cá nhân của tôi. Tôi muốn hỏi thăm ông là ông vừa mới nói ông có đã sinh hoạt một thời gian tại Vũng Tàu. Ông cũng đã có một thời gian ông sinh hoạt tại thành phố xác người, hay nói cho đúng là thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Có cái gì khác biệt? Có cái gì khác biệt từ ngày ông sinh ra, lúc đó ông được 10 tuổi, người ta nói là giải phóng miền Nam, cho đến ngày hôm nay 43 năm sau, ông thấy thế nào? Khi ông lớn lên ông là doanh nhân và khi ông lớn lên ông là luật sư, ông thấy sao ở Việt Nam sau 43 năm có cái gì khác không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, cái điều này có lẽ tôi cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người. Thì tôi thấy là 40 năm thì tôi thấy đất nước Việt Nam cũng có cái thay đổi, tức là nói về mặt kinh tế thì có thể là phát triển đời sống, thì cái đói, cái thiếu ăn thiếu mặc và cái đi lại hoặc cái nhà cửa thì nó được cải thiện so với ngày xưa rất là nhiều. Khi mà chúng tôi những năm 80 bắt đầu vào trường đại học thì những cái điều đấy là một điều có, nhưng mà mặt khác thì tôi thấy có những cái mặt trái của nó rất là nghiêm trọng, tức là cái công nợ của nhà nước Việt Nam ấy, nó quá lớn đi, nó đến như theo đài báo như thế là nó khoảng độ 200 tỷ đô la, và một cái trả giá rất lớn đấy là cái môi trường xã hội, cái môi trường sống, môi trường tự nhiên bị hủy hoại, bị ô nhiễm một cách phổ biến. Và một cái vấn đề lớn hơn nữa là tôi nhận ra là nó có khủng hoảng toàn diện về những cái lĩnh vực y tế, văn hóa và cái đời sống tình cảm của con người. Và đó là tôi thấy là 40 năm qua đó, đất nước Việt Nam nó trải qua những cái thay đổi theo tôi là lớn hơn như vậy. Và có một cái điều thay đổi nữa mà có thể ông nghe thấy, có thể ông không nghe thấy, nhưng mà tôi xin nhắc, tại vì ông nói là có nhiều điều thay đổi lớn. Một điều thay đổi lớn khi ông nguyên chủ tịch nhà nước là ông Nguyễn Minh Chiết, ông sang bên Hoa Kỳ này, ông ấy mời những người Việt Nam chúng tôi, những người lưu sứ, những người Việt Nam thân yêu, yêu mến quê hương Việt Nam thật sự. Ông mời chúng tôi là về Việt Nam đi, là Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm, có nhiều gái đẹp lắm. Câu nói phát xuất từ mồm của một ông chủ tịch nhà nước khốn nạn.
Tại sao không mời chúng tôi về thăm quê hương, về chúng tôi làm việc với? Tại sao không mời chúng tôi là những người cũng có máu mủ Việt Nam vậy? Bằng này tuổi chúng tôi còn cần gái hay sao? Luôn chắc chắn thì còn cần đấy. Nhưng mà đâu phải nhờ đến ông một ông chủ tịch nhà nước nói như vậy. Ông là một luật sư. Tôi nghĩ trong 8 năm ông phải trực diện với những cái điều mà tôi nghĩ không biết là nó có đúng với tâm hồn của ông hay không. Ông phải nói dối ông. Vì ông phải làm đơn, ông phải xin thưa những cái đứa mà ông không phải làm, ông phải xin. Nhiều khi nó làm ông sợ hãi. Chắc chắn là Hà Huy Sơn không sợ đâu, nhưng đằng sau lưng Hà Huy Sơn còn có vợ Hà Huy Sơn, có con Hà Huy Sơn. Hay nhiều khi ông phải cảm thấy vô cảm để ông làm những cái điều ông phải làm cho những người khác. Ba cái điều tôi mới nhắc trong cái hành nghề của một luật sư với ông như vậy, ông có nghĩ điều suy nghĩ của tôi nó có đúng không hay sai, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, tôi cũng phải nói thành thật với anh như thế này. Trước hết là một luật sư, hay là một người sống trong nước, thì tôi chọn cách là đầu tiên mình phải, dù muốn hay không muốn, có thể là mình cũng không muốn, mình phải tuân thủ cái pháp luật hiện hành đã. Sau đó thì mình mới làm được cái việc mong muốn của mình. Đúng như anh nói là có những cái điều mà mình không muốn, nhưng mà mình vẫn phải thực hiện để mà hành nghề, hoặc là trước hết là tồn tại đã. Vâng. Tôi cũng phải chia sẻ như vậy anh ạ. Thưa luật sư, tôi cảm ơn ông và tất cả những người lên chương trình từ cánh đồng mây. Chúng ta đang phát thanh trực tuyến trong nước, gọi là trực tuyến tức là trực tiếp truyền thanh từ đài Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SBTN, cũng như trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và luôn luôn chúng tôi không bao giờ đặt câu hỏi trước ông ạ. Mà tôi cũng chẳng biết câu chuyện của tôi với ông nó sẽ đi tới đâu nữa. Mình cứ việc thân mến, hôm qua tôi có mời luật sư và luật sư nói với tôi là anh cứ dẫn chương trình như mọi lần đi. Tôi cũng không đòi anh phải đặt câu hỏi, hay tôi cũng không hỏi. Dạ, tôi bảo tôi vâng, chắc là chúng ta nói về luật đấy. Bây giờ nói về luật đi. Cách đây 1-2 ngày, trọng tâm của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, đã có nhiều lần tôi nói chuyện với ông trước khi chúng ta lên chương trình này, và có nhiều lần tôi nói chuyện với ông trước khi cái phiên tòa nó xảy ra ngày cách đây 1-2 ngày gì đó. Và ông cũng đã biết là một người bạn rất là thân của tôi, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng như 4-5-6 người trong anh em dân chủ tốt lành nữa. Trước khi mà có cái phiên tòa đó, đã có nhiều lần ông tại sao ông lại phải làm đơn xin biện hộ? Cái điều đó đều vừa nghịch lý vô cùng. Bên này chúng tôi muốn mời ai làm luật sư cũng được không ạ? Luật sư là nổi tiếng, chúng tôi mời thôi. Có nhiều khi chúng tôi phải trả tiền rất là nhiều. Có khi những cái phiên án luật sư biện hộ mà không lấy tiền nữa cơ. Tại sao ông lại phải làm đơn ông xin biện hộ cho một phiên tòa làm sao, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Đó là cách làm việc của tòa án ở Việt Nam như vậy à? Vâng, thưa anh, theo luật của Việt Nam, nếu muốn làm luật sư bào chữa cho một người thì nó phải có cái thủ tục là bản thân người đó hoặc là gia đình phải có cái giấy mời luật sư, và luật sư phải có cái đề nghị với xin tòa án cấp cho cái giấy chứng nhận người bào chữa. Đấy, đó là cái luật trước ngày 1/1/2018, và từ ngày 1/1/2018 thì nó có thay đổi một chút. Trước thì gọi là xin cấp giấy bào chữa, thì nay gọi là đăng ký bảo chữa, nhưng cuối cùng thì cái việc quyết định vẫn là do tòa án, và nhiều khi nó thực chất nó vẫn là cái sự xin cho, chứ không phải là mình muốn là được tòa chấp nhận. Vâng, đấy, cái luật của Việt Nam quy định như vậy anh ạ. Ông vừa mới nói đó là cái luật xin cho, nó hay lắm đúng không ạ? Nói thẳng ra như vậy, tại sao nhà nước không dám nói thẳng ra như vậy? Tại sao người ta từ chối, người ta không cho ông biện hộ cho Nguyễn Văn Đài? À vâng, thì cũng xin nói với anh là luật sư Nguyễn Văn Đài mà trước khi bị bắt cách đây hơn 2 năm, trong cái thời gian quản chế thì nói chung luật sư Đài cũng có đến văn phòng tôi, rồi là cũng có
nhiều, tại vì tôi làm về cái lĩnh vực các cái vụ án mà liên quan đến an ninh quốc gia, chứ nói nôm na gọi là vụ án có tính chất chính trị, thì luật sư Nguyễn Văn Đài thì cũng có nhiều bạn bè cũng liên quan đến cái vụ án như vậy, nên cũng muốn đến hỏi hoặc là muốn giới thiệu tôi làm luật sư cho những người bạn của luật sư Đài. Và luật sư Đài thì cũng có những cái đôi lúc là cũng có những cái muốn hỏi tư vấn tôi về vấn đề pháp luật, thì vì vậy nên tôi cũng có biết luật sư Đài. Thì sau này thì tòa án người ta từ chối tôi với lý do rằng là tôi đã, trước khi luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt, tôi đã là luật sư tư vấn cho luật sư Nguyễn Văn Đài, thì người ta cho rằng là tôi là người liên quan đến cái vụ án này, nên người ta không cho tôi làm luật sư cho Nguyễn Văn Đài trong cái phiên tòa cách đây 2 ngày. Ông đánh giá trị thế nào về trí tuệ và tư cách của Nguyễn Văn Đài, thưa ông? Về luật sư Nguyễn Văn Đài thì tôi có thể nói theo cái nhận định của tôi là như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Đài rất ôn hòa và rất dễ gần gũi với mọi người. Cái tác phong của luật sư Nguyễn Văn Đài tôi thấy là ông giống như là cái tác phong của người truyền đạo truyền giáo ấy, chứ không có cái gì là cứng nhắc hay không, nó tác phong như là một nhà giáo và rất là dễ gần gũi với mọi người, và cũng không có đề phòng cảnh giác gì cả, tức là có một cái gì đó rất là vô tư. Dùng từ có thể là nó không chuẩn vì tôi không chọn được cái từ nào đó, có thể luật sư Nguyễn Văn Đài có một cái sự lạc quan, hay đôi khi có thể lạc quan đến mức gọi là hơi ngây thơ một chút. Và còn thì về cái thông minh thì tôi thấy luật sư Nguyễn Văn Đài, cái tiếng Anh giao tiếp tôi thấy cũng tốt so với các cái luật sư khác mà tôi biết. Vâng, tôi có thể là ngắn gọn về luật sư Nguyễn Văn Đài theo tôi là như vậy. Vâng. Có hai người ông vừa mới nhắc đến ông Đài, tôi nhắc đến ông Đài, và có một người nữa tôi cũng nhắc đến trong 6 người mới bị xử đây này. Người thứ hai đó là luật gia Nguyễn Bắc Chuyển. Cả hai người này họ đều có cơ hội để họ đi sang Hoa Kỳ, nơi tôi đang ở bây giờ, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, để sinh sống cả. Họ đã từ chối cái quyền mà bao nhiêu người mong ước như vậy, ở lại với quê hương Việt Nam. Sáu người bị xử phiên tòa cách đây 1-2-3 bữa gì đó, đều là những người rất thân thương đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa luật sư Hà Huy Sơn, phiên tòa nó cũng đã qua được 1-2-3 ngày rồi. Và cái sự thù ghét đó, đối với chế độ độc tài Việt Nam, nó cũng đang dâng lên cao trong lòng mỗi người, tại trong nước cũng như ngoài nước. Hội anh em dân chủ họ đâu có làm cái gì đâu. Ông biết, ông vừa mới nói về Nguyễn Văn Đài là người như thế nào, như một thầy giáo, như một ông thầy tu. Tại sao chỉ trong có một ngày, ông là luật sư, ông hiểu rõ cái chuyện đó, và ông hiểu rõ cái chữ xin cho. Tại sao trong có một ngày mà nó đưa xuống một bản án 60 mấy năm kinh khủng như vậy cho 6 người? Lý do nó sợ hay sao ông, hay nó làm cái gì ông luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, tôi có thể nói như thế này. Cái bản chất của vụ án thì là người ta dùng cái điều luật là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Vâng. Nhưng mà thực ra bản chất thì là những cái người mà bị đưa ra xét xử á, thì họ chỉ có dựa vào theo cái hiến pháp, thì thực ra họ chẳng có cái tội gì cả. Họ nói rằng là họ về phổ biến về những cái quyền con người theo cái tuyên bố nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Rồi họ cũng nói về những các cái khái niệm về dân chủ tự do, hay họ nói về những cái quyền là tự do ngôn luận, tự do báo chí,
Và tôi cho rằng là họ đã nói đến cái điều mà nhà nước hay là Đảng Cộng sản Việt Nam người ta không chấp nhận. Đó là người ta đã nói đến cái yêu cầu về đa nguyên, đa đảng. Đó thì tôi cho rằng đó là những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam người ta không thích, mà người ta cũng đã nói. Và cái nghị quyết mới 102 ở đây là người ta không chấp nhận cho đảng viên là có cái tư tưởng đa nguyên đa đảng. Nhưng vì hiến pháp thì không có cấm là đa nguyên đa đảng. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam thì luật pháp cũng như là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc là nhiều lần các cái cơ quan đảng người ta cũng nói thẳng ra rằng là hiến pháp và cũng chỉ là thể hiện cái chủ trương của đảng thôi, nó gọi là một cách pháp luật hóa cái ý chí của đảng thôi. Nên ở Việt Nam thì cái ý chí của đảng nó còn cao hơn cả pháp luật. Tôi muốn dẫn giải nó ra là như vậy. Thì tóm lại ở Việt Nam đảng người ta không chấp nhận đa nguyên đa đảng, mặc dù là luật pháp thì không có cấm cái điều đó. Nên luật sư Nguyễn Văn Đài và những người kia đã phạm vào cái điều mà đảng người ta không muốn. Người ta không thể dùng, vì trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam hiện tại nó không có cái tội nào là tội chống đảng hay là tội đa nguyên đa đảng mà nó là tội cả. Nên người ta dùng cái tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thì khi ra tòa thì các cái luật sư Nguyễn Văn Đài và những người bạn thì đều nói rằng là đây người ta thực hiện quyền tự do, thực hiện cái nhân quyền thôi, tức là thực hiện những cái quyền công dân theo hiến pháp thôi, chứ không có cái mục đích là để mà lật đổ chính quyền. Nhưng mà phía tòa thì người ta lại cứ cho rằng là anh có mục đích nhằm lật đổ chính quyền, vì cái điều luật này nó rất là mơ hồ, không thể nào là đong đo được một cái hành vi là tôi sẽ nhằm cái mục đích gì. Người làm thì bảo tôi không có mục đích đấy, nhưng mà phía tòa thì người ta lại cho rằng là các bị cáo có cái mục đích đấy. Nên tóm lại là cái điều luật này đó, tôi cho rằng là nó không tiến bộ và nó dùng để mà ngăn chặn cái quyền công dân chính đáng theo chính cái hiến pháp của nhà nước Việt Nam đang quy định. Vâng, tôi diễn giải nó dài như vậy nhỉ? Không dài đâu. Những cái điều mà luật sư đang diễn giải đấy, nó như đang đứng trước một công đình, một phiên tòa. Ông nói vậy đó, chúng tôi cảm ơn ông lắm, là vì thực sự tôi chờ cho đến ngày hôm nay tôi mới mời luật sư lên để chúng ta có cái tâm tình và hiểu thế nào là luật xin cho, hiểu thế nào là những cái điều mà người ta xử sáu nhà dân chủ của tổ chức anh em dân chủ này. Ông nhìn thấy hình của ông, những cái người này nói là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi chẳng thấy một cái người nào nó có một cái con dao hay một khẩu súng nào cả để làm một cái việc gì nó không đúng đắn, chứ đừng nói đến lật đổ chính quyền. Ông nói đến tổ chức đảng. Đảng là ai? Đảng là tao đây này. Đảng là tao đây này. Lê Đức Anh nó nói vậy đấy. Ông nói đến chữ tự do, đảng không cho tự do. Hồ Chí Minh nó nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do mà. Và có thể là luật hiến pháp của Việt Nam cũng đã dựa trên cái tiếng nói, cái câu nói này. Như vậy là thế nào? Nó lừa dân à? Lừa cả hiến pháp của mình à? Thưa ông, trong tương lai tôi không biết là ở bên Việt Nam có những cái gọi là giảm án như bên Hoa Kỳ này hay không? Ở Hoa Kỳ này theo tôi biết thì nếu bị tù cứ một ngày tốt trong tù thì người ta giảm cho mấy ngày. Hay có những lễ hội này, lễ hội kia, người ta giảm 1 năm, 2 năm, hay có thể được ông Tổng thống ân xá cách đây 1, 2, 3 năm gì nữa. Ông có nhắc đến Nguyễn Phú Trọng và đảng, ông mới nói này. Nguyễn Phú Trọng khóc vì không xử lý được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và cách đây 2 năm, Nguyễn Phú Trọng đã nắm hết tất cả các quyền rồi. Có một cái ánh sáng dưới cuối đường hầm nào đó, sáu nhà dân chủ của anh em dân chủ này có thể được giảm án hay không?
có một câu nói của cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cô nói mà là trước khi cô ấy bị đi tù, cô đã lên chương trình này từ cánh đồng bay với tôi. Và trong khi trong tù, trước phiên tòa, cô cũng tuyên bố là đảng của các anh chưa chắc gì đã sống được tới 10 năm nữa, và các anh xử tôi 10 năm. Thì tôi cũng nhắc lại cái điều đó của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là chắc gì đảng của các anh đã sống được tới 15 năm nữa mà xử người ta 15 năm. Có ánh sáng nào để thấy những người này được giảm án, được đi ra khỏi tù hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Đúng rồi. Thưa anh, theo luật thi hành án hình sự ở Việt Nam, rồi là luật đặc xá, thì cũng có quy định cụ thể về các cái trường hợp mà thế nào là được giảm án và được đặc xá sớm hơn cả cái quy định giảm án. Nhưng luật pháp quy định là như vậy, còn cái thực tế đối với những người mà bị kết án theo tội an ninh quốc gia, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì là cũng hiếm khi được hưởng cái quy định này của pháp luật. Còn cái lý do tại sao thì đối với từng trường hợp cụ thể tôi cũng không thể nói trước, và tôi cũng không biết nữa chính xác được, tại vì là tôi là luật sư, tôi phải nói theo chứng cứ thôi. Có những phiên tòa nó xảy ra rất gần đây, ông không biện hộ cho những phiên tòa rất gần đây, nhưng tôi nghĩ là ông cũng theo dõi và chúng tôi cũng biết vậy. Trước phiên tòa của 6 người trong Hội Anh Em Dân Chủ này thì có một cái phiên tòa của hai cái tay cộng sản, đó là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hay Trịnh Thanh Xuân gì đó. Cả hai cái tay này nó ra tòa, nó khóc như cha chết vậy. Nó lạy Nguyễn Phú Trọng, lạy ông tha cho con vậy. Nhưng mà tôi nhìn hình của 6 người trong Hội Anh Em Dân Chủ này, khuôn mặt kiên cường, khuôn mặt không có gì thù hằn ai cả, vẫn đứng kiên cường trước tòa. Khuôn mặt của Nguyễn Hữu Vinh lúc ông biện hộ cho chúng tôi nhìn hình cũng vậy. Con cháu các cụ cũng đứng oai hùng kiên cường cả. Có cái sự gì khác biệt của những người cộng sản và những người theo tinh thần tự do dân chủ qua nhận xét những phiên tòa mà ông đã đứng trước mặt họ, đứng trước mặt công đình, thưa Hà Huy Sơn, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng. Vì anh nhắc tới các cái phiên tòa đó thì tôi cũng nói cái nhận định, cảm nhận của tôi là như thế này. Ở Việt Nam ấy, khi mà các cái đảng viên hoặc là dù có chức vụ cao đến như là ủy viên Bộ Chính trị như là Đinh La Thăng chẳng hạn, thì trước khi mà bị khởi tố hay là đứng trước tòa thì người ta đều bị khai trừ khỏi đảng cộng sản rồi, tức là người ta bị cắt hết các cái chức vụ rồi, nên người ta coi đây không phải là những người cộng sản nữa. Đấy, về mặt hình thức nó là như vậy. Còn thì so sánh thì tôi thấy là đúng là giữa các cái phiên tòa, giữa các cái quan chức đấy, thì khi mà người ta chưa bị bắt, chưa bị đem xét xử thì người ta nói người ta đạo đức cao cả lắm, người ta nói chung là nói thì hay lắm, tử tế lắm. Nói là hy sinh cho xã hội, hy sinh cho đất nước. Nhưng mà khi ra tòa thì tôi thấy họ hèn hạ lắm. Đấy là cái trái ngược đối với những cái người mà bị xét xử về cái tội an ninh quốc gia, mà những cái phiên tòa mà tôi đã từng làm luật sư và tôi chứng kiến. Trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có nhắc đến hai chuyện là luật sư cũng như tôi và tất cả con người trên hành tinh trái đất này là phải có ăn là quyền sống, ăn là sự sống, phải được nói nhiều như ông vậy. Nói nhiều là tốt không ạ? Tôi muốn thưa với ông, chắc chắn tôi có lập luận để tôi hỏi ông thì nó cũng là thừa thôi, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông là cộng sản nó có quyền lập băng, lập đảng, nhưng nó không cho ai lập hội, lập kết bạn gì cả. Cộng sản nó có quyền ăn trên, ngồi trước, ăn cướp, ăn gian, nhưng không cho người khác, người dân được làm ăn theo ý muốn. Cộng sản nó có quyền nói, nó xử người, nó giết người này, nó bóp mồm người kia, nhưng không cho được ai mở mồm nói.
những cái điều là như vậy, ông cũng đã nhìn thấy rồi. Ông là luật sư, ông cũng đã nhìn thấy sự khác biệt của hiến pháp, tự do ở đó rồi. Ông sống trong một cái chế độ như vậy, ông sống trong một cái xã hội như vậy, và ông phải hành xử với ông là luật sư nó khác đi như vậy. Có làm ông buồn không? Có làm ông phiền không? Và điều suy nghĩ như tôi như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng. Ở Việt Nam thì hiến pháp quy định là công dân có tất cả các quyền để tự do ngôn luận, để tự do lập hội và nhiều cái thứ tự do lắm. Nhưng mà khi mà cái thực tế thì luật pháp lại người ta lại xét xử theo cái kiểu khác. Và chứ người ta không có hiến pháp, luật pháp người ta không có nói thẳng, nói rõ ra là anh được làm cái này, anh được cấm cái kia, để cho người dân biết đường cái ranh giới của mình ở đâu. Nếu một người dân mà không có kinh nghiệm hay chỉ đơn giản là đọc hiến pháp hay đọc pháp luật thôi thì rất dễ bị lừa, rất dễ bị phạm vào pháp luật nếu mà không có cái kinh nghiệm. Và những cái điều như thế là đấy, tôi cho rằng đấy là cái điều đáng buồn nhất. Và tôi cũng chọn là luật sư, đấy cũng là cái lý do mà tôi chọn làm luật sư, để tôi muốn đấu tranh cho cái chuyện là giữa pháp luật ghi ra trên giấy và pháp luật thực tế thực hiện trong cái đời sống nó phải giống nhau, không khác biệt, để cho người dân người ta có thể được sống một cách mang cái tính chất là nhiều cái phần con người hơn. Vâng, thưa anh. Câu hỏi của tôi ông muốn trả lời cũng được, ông không muốn trả lời cũng được. Có một cái ranh giới giữa ông là một luật sư và một cái ranh giới phía bên kia là luật của đảng và hàng trăm luật sư khác của đảng. Tôi có nhắc đến hai người trẻ tôi coi như em rất là thân mến, nó lột bằng rồi, Võ An Đôn và Huỳnh Văn Đông. Có một người luật sư nữa tôi nói chuyện cách đây 1-2-3 ngày, ông cũng biết, ông này là luật sư, là thanh tra công an, nên có thể là ông ấy thông minh, sáng suốt hơn. Ông ấy bỏ hàng ngũ, ông đi về, không làm luật sư nữa. Có một cái lúc nào đó buồn nhất, có lúc nào đó suy nghĩ trong cái việc ông sẽ làm trong tương lai với những người mà ông, những cái vụ án nó rất nhạy cảm, nó rất nổi cộm về tình hình an ninh. Ông có bao giờ ông nghĩ là nó sẽ lột bằng của ông không? Ông có bao giờ ông ngại cái điều đó hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Tất cả trong cuộc sống thì tôi nghĩ là cái gì nó cũng có thể xảy ra. Và tôi cũng đặt ra cái trường hợp là những cái xấu nhất, cái tồi tệ nó xảy ra với mình thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì mình đã làm đúng theo cái mong muốn của mình. Nếu mà nó có phải trả giá thì cũng không có cái gì là hối tiếc. Nhưng mà tất nhiên trong cái quá trình hành nghề thì tôi có một cái phương châm, tức là mình làm sao mình phải thích ứng với cái cuộc sống hiện tại để mà tồn tại và làm được cái mục đích của đạt được cái mục đích của mình càng nhiều càng tốt, tức là mình làm sao mình phải kiên trì tồn tại để mình đi càng xa càng tốt, càng gần tới bến thì càng tốt. Còn nếu nó bị dừng lại vì một cái lý do nào đó thì cũng không có cái gì là hối tiếc. Vâng, tôi có cái tâm niệm như vậy nhỉ. Vâng, tôi cảm ơn ông vì những cái điều ông nói với tôi ấy, đằng sau máy ấy, ông cũng nói như vậy. Và bây giờ ông nói đằng trước máy ông cũng nói như vậy. Một con người khí khái đầy ý chí Hà Huy Sơn. Ông đang sống tại một nước còn 4 nước gì cộng sản trên hành tinh trái đất này. Và 3 nước cộng sản này tôi không chuyển đề tài đâu. Nó có một cái điều xảy ra gần giống như nhau đấy. Tôi muốn nói đến nước Nga Xô Viết, Putin nó nắm hết quyền và nó làm thêm mấy năm nữa gì đó cho tới chết làm tổng thống. Tập Cận Bình
bên bên cầu nó đã hổ đánh ruồi diệt ruồi gì đó, bây giờ nó cũng làm cha thiên hạ cho tới chết. Rồi bên xứ A Nam ta cũng có cái anh, có nhiều người nói, tôi nói không phải luật sư nói, Nguyễn Trọng Lú gì đó. Năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng bằng cỡ tuổi chúng tôi rồi. Bây giờ cũng đang gom tất cả quyền công an, quân đội vào trong tay mình. Có cái điều suy nghĩ gì của ông về ba nước cộng sản nó làm đều một giống một con bài giống như nhau cả không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, thưa anh, là một luật sư thì khi tôi xem xét các cái hiện tượng hay các vấn đề thường thì là tôi xem xét một cách cụ thể. Chẳng hạn như về cái nước Việt Nam này thì cần phải xem xét một cách cụ thể, thì cũng không thể nào là lấy Nga hay là Tàu ra hay là Triều Tiên ra để mà có thể là kết luận ngay được. Nhưng mà tất nhiên cái gì nó cũng theo một cái quy luật thôi, tức là các cái xã hội nào nó được xây dựng trên một cái thể chế mà nó giống nhau thì nó cũng có những cái kết cục giống nhau. Thì đấy là cái nhận thức của tôi là như vậy, còn cái kết luận thì nó dành cho mọi người. Vâng. Cách đây đây một hai ba tuần gì đó, chắc ông cũng theo dõi cái tin nổi cộm nổi cộm tại Việt Nam, đó là chiếc tàu sân bay, cộng sản gọi là tàu sân bay, chúng tôi gọi là hàng không mẫu hạm lớn nhất của quân lực Hoa Kỳ đến ghé Đà Nẵng. Mỹ đi nó kéo theo chúng tôi đi theo, nó đánh nhào chúng tôi, nó chói tay chúng tôi, nó trao cho cộng sản. Bây giờ nó Mỹ lại và nó cũng không dám gọi chúng tôi là ngụy nữa, nó cũng coi chúng tôi như khúc ruột ngàn dặm mời trở về quê hương. Nhưng mà không bao giờ về quê hương như cái mồm của cái anh khốn nạn nói là nhà Việt Nam có nhiều gái đẹp. Ông nghĩ thế nào về chuyến viếng thăm của Hoa Kỳ trở lại Việt Nam cách đây 1, 2, 3 tuần gì đó tại Đà Nẵng, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Vâng, với cái sự kiện mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng cách đây 2-3 tuần như anh nói, thì mỗi người có một cái nhìn nhận khác nhau. Tôi thì có cái nhìn nhận chung đây là một cái dấu hiệu tốt, dấu hiệu tích cực khi mà người dân hoặc đất nước Việt Nam gần với những cái quốc gia tiến bộ, thì đấy là một cái điều mừng thôi. Nhưng mà tôi cũng có qua các cái vụ án như chúng ta vừa mới nói, thì các cái tổ chức quốc tế rồi các cái nước tiến bộ cũng đều có lên tiếng thể hiện cái quan điểm thế này thế khác. Nhưng mà tôi cũng cho rằng từ tôi là cái vấn đề của người Việt Nam, thì người Việt Nam phải tự ý thức là mình phải tự giải quyết lấy. Còn tất cả các cái sự ủng hộ thì cũng rất là cần thiết, nhưng mà không thể ai người ta làm thay được. Tức là nói tóm lại là người Việt Nam có thể chơi với Mỹ rồi là với Nhật gì đó, nhưng mà đừng có bao giờ có cái hy vọng là người Mỹ, người Nhật có thể là cứu mình thay chính mình. Vâng. Còn qua cái sự kiện hàng không mẫu hạm của Mỹ vào Việt Nam thì tôi cũng có cái suy nghĩ như vậy anh ạ. Vâng. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin chúc mừng dầu rằng chúng tôi đang bên Texas, chúng tôi vào mùa xuân được 2-3 tuần. Và mùa xuân Tết Nguyên Đán cũng đã qua rồi, nhưng mà lần đầu tiên tôi nói chuyện lại với ông, tôi xin chúc mừng xuân mới đến ông và gia đình, nhất là bà xã của ông cũng như cháu. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Ông có điều gì muốn nói về vụ án Nguyễn Văn Đài? Ông có điều gì muốn tâm tình với người Việt Nam trên toàn cầu qua chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thưa luật sư? Xin mời ông luật sư Hà Huy Sơn. Vâng, thưa anh, tôi rất là cảm ơn của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và tôi là người trong nước thì tôi cũng muốn nói với những người Việt Nam mà nói ai mà quan tâm đến cái chuyện của đất nước, rằng là cái người Việt Nam ở trong nước cần phải ý thức được là
mình phải tự cứu lấy mình, và cái sự giúp đỡ của đồng bào hay là giúp đỡ của các cái quốc gia khác thì nó là rất, rất quý, nhưng mà nó không thể quyết định thay được cho chính những người Việt Nam ở trong nước. Và trong cái hoàn cảnh giữa luật pháp và cái cơ chế xã hội ở trong Việt Nam thì nó cũng khác với nước ngoài, nên tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người ở nước ngoài cũng không nên có những cái đòi hỏi là người Việt ở trong nước phải sống như luật ở nước ngoài được. Chúng tôi không thể nói một cách đòi hỏi ngay những gì như là hiến pháp quy định như ở nước ngoài được. Chúng tôi chưa cái công lý nó còn xa lắm, nên tóm lại là mọi người hãy quan tâm đến người trong nước, nhưng mà cũng không nên đặt hàng theo cái nhu cầu, theo cái điều kiện ở các cái nước tiên tiến đối với người Việt trong nước. Vâng, tôi có thể nói nó cũng hơi lủng củng, nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ như vậy. Ông nói đúng lắm, thưa luật sư Hà Huy Sơn, thực sự như vậy. Ở trong chăn biết chăn có rận mà. Nhưng mà ông biết chắc có một điều ấy, là chúng tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chuyên trị, gọi là chuyên trị. Chúng tôi chỉ nói chuyện với những người, mở đường dây nói chuyện tâm tình với những người anh em trong nước thôi. Ông nói tất cả những cái điều gì, tôi nghĩ là nếu mà người công an mạng họ có nghe, họ cũng quý mến ông lắm đấy. Tôi mở đầu chương trình ăn và nói, hôm nay chúng ta được, tôi sáng nay tôi chưa được ăn, nhưng mà được nói với ông tôi mừng lắm. Luật sư biết là kẻ ngu ăn cắp, ăn cướp, nó tự gây khó cho mình không ạ? Kẻ dốt nó làm luật, nó nói, nó chờ những cái khó khăn nó đến cho ông ạ. Nói có hiến pháp, có dân chủ, ông tôi với ông vừa tâm tình, nó giết người không gươm giáo, nhưng mà ác đấy, sáu nhà dân chủ, hồi anh em dân chủ 67, 68 năm gì đó. Người Việt Nam không vô tâm, không vô cảm đâu. Ông không vô tâm. Trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, ông cũng không vô cảm. Những viên chức Bộ Chính trị hôm nay đều luống tuổi cả rồi. Họ nhìn những kẻ đi theo đảng trước họ, có kẻ nào được dân lập bàn thờ đâu. Hãy nghĩ đến cách để ăn, để nói, để sống ngay thẳng. Luật sư Hà Huy Sơn hãy thức tỉnh và tiếp tục nói. Nói chính là nghệ thuật, là nghề của ông, là sự thành công cho người Việt Nam, là sự thành công cho những người bạn của ông và của tôi tại miền Nam, và phục hồi niềm an lạc và tự do dân chủ ngàn đời của dân tộc Việt. Tháng 4 năm nào ông có nhắc đến, là luật sư nghĩ đến điều này, chúng tôi cũng nghĩ đến đảng cấm người dân nói và tưởng niệm những và tri ân những chiến sĩ nhân dân đã bị tàu giết năm 79. Tại sao gà cùng một mẻ nó lại mừng ngày 70 năm anh em giết nhau? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn. Ông đã thức khuya, rất khuya tại Hà Nội. Và ông đã có cái tâm tình khí khái của ông, nói lên tâm tình của ông là một người luật sư, biết luật, hiểu luật. Và ông đã cũng nói lên những điều mà ông muốn chúng tôi nên làm và đừng nên làm. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình mọi sự an lành và sức khỏe. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Sĩ, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Hai Lúa Vĩnh Long, Facebook đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi đến tất cả mọi nơi. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Và xin chào lại tiếng chào đặc biệt của người Việt Nam. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa
hè năm nay tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp với tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo, quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.